Chương 10 năm, hạnh phúc của một tang gia, văn minh nữa cũng nói vào, một đám ma gương mẫu. Ba hôm sau, ông cụ già chết thật, cả gia đình nhà ấy đã nhao lên mỗi người một cách, đi gọi từ ông Lang Băm Tây cho đến ông Lang Băm Đông, già và trẻ, để thực hành đúng lý thuyết, nhiều thầy thối ma. Ông cụ già chết, danh dự của Xuân lại càng to thêm vì cái lẽ tất chính đáng là luôn bao hôm đó nó đã trốn một chỗ nào không ai biết, đến nỗi cụ bảo cho người đi tìm ở đâu cũng không thấy. Thiếu ông Đốc Tổ Xuân là thiếu tất cả, những ông thầy thuốc chính hiệu đã thất bại hoàn toàn. Về phần ông Đốc Tổ Trực Ngôn, thấy bạn đồng nghiệp của Xuân của ông không chửi cho nó đó là một bệnh nặng, nên cũng không dám nhận, đòi không chữa nên không dám nhận. Đó là một bài học cho những kẻ nào dám bảo một người như Xuân là con nhà hạ lưu, ma cả bông, vô học, vô lại, nhặt banh quần, vân vân. Người ta đi lại đi mời cả ông cụ Lang Tì lẫn cụ Lang Phế, nhưng vì đã quá hạn, hai cụ đều từ chối chạy chữa. Cũng như những vị danh y biết tự trọng, người ta đã nghĩ đến thuốc thánh đền bia mới chữa cho một người ho lao và một người cảm thương hàn bằng bùn đen và cứt trâu, công hiệu đến nỗi họ mất mạng. Và quan trên lại điều tra cho rằng có một tụi cường hào tổ chức ra thánh, mà tụi cường hào ấy lại ăn cắp tiền quỹ nữa, nên tự nhiên cũng hết thiêng liêng. Những việc trắc trở như thế đã làm cho ông già hơn 80 tuổi phải chết một cách rất bình tĩnh. Trong lúc gia đình nhốn nháo, thằng Bồi Tiêm đã đếm được đúng 1.872 câu gắt "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" của cụ Cố Hồng. Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm. Ông Phán Bảo Sừng được cụ Cố Hồng nói nhỏ vào tai rằng sẽ chia cho con gái và rẻ thêm một số tiền là vài nghìn đồng. Đấy, chính ta cũng không ngờ rằng giá trị đôi sừng hiêu vô hình trên đầu ông ta mà lại to đến như thế. Ông cho rằng Xuân có tài quảng cáo lắm, nó là một lời có vài nghìn bạc. Nên sau khi được chia lời hứa quý hóa của ông bố vợ, ông chủ tính ngay với Xuân một công việc doanh thương. Thưa ngài, ngài là một người trồng mọc sừng. Ông Xuân không chỉ nói có thế mà làm cho ông thêm được vài ba nghìn bạc. Thì khi ông Xuân nói đại khái, thưa ngài, thứ hàng này tốt nhất buôn ở phương Tây, chắc phải có giá trị hơn nữa. Ông muốn gặp ngay Xuân để trả nốt 5 đồng, trước khi buôn bán cũng phải giữ chữ tín làm đầu. Cụ Cố Hồng đã nhắm nghiền mắt để mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa mếu máo để cho thiên hạ phải chỉ trỏ. Úi kìa, con trai nhớn nó giả đến thế kia kìa. Chắc cụ cả mười rằng ai cũng phải ngợi khen một cái đám ma như thế, một cái gậy như thế. Điều băn khoăn của con cụ ông Văn Minh chỉ là mời luật sư đến chứng kiến cái chết của cụ ông nội mà thôi. Thế là từ nay mà đi, cái chúc thư kia sẽ vào một thời kỳ thực hành chứ không còn là lý thuyết viển vông nữa. Ông chỉ phiền một nỗi không biết xử trí với Xuân Tóc Đỏ ra sao cho phải. Xuân tuy phạm tội quyến rũ em gái ông, tố cái tội ông tội trạng hoang dâm của một em gái khác nữa của ông, nhưng tình cờ đã gây ra cái chết của ông cụ già đúng đáng chết. Hai cái tội nhỏ, một cái ơn to, làm thế nào? Ông phân vân vò đầu bứt tóc, lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu, thành thử lại hở ra hợp thời trang, vì mặt ông thật đúng cái mặt của một người lúc gia đình đương có tang gia bối rối. Mà bối rối thật, người chết sau khi được quan trên khám qua loa đã cho khâm liệm đến gần một ngày rồi, vậy mà chưa thấy cụ Hồng ra lệnh phát phục. Mặc dầu mọi công việc cử hành tang lễ đã quyết định từ xong xuôi, phái trẻ là bọn dâu con đã bắt đầu la ó lên rằng phái già chậm chạp, cậu Tú Tân thì cứ điên người lên vì cậu ta sẵn sàng mấy cái máy ảnh mà mãi không được dùng đến. Bà Văn Minh thì sốt cả ruột vì mãi không được mặc những đồ xô gai tân thời, cái mũ mấn trắng viền đen Demi Crescent, những cái rất ăn với nhau mà hiệu tiệm hiệu Âu Hóa một khi đã lăng xê ra thì cá có thể bán cho những ai có tang đương đau đớn, vì kẻ chết cũng được hưởng chút hạnh phúc ở đời. Ông Tiffin rất bực mình vì mãi không thấy những sự chế tạo của mình ra mắt công chúng để xem cái báo chí phê bình ra sao. Người ta đổ lỗi cho ông Văn Minh không khéo can thiệp để mọi việc phải trì hoãn. Cụ Kỳ Thủy sở dĩ chưa phát phục nhục vì chỉ vì chuyện Tiết hay việc Xuân Tóc Đỏ đã gây ra cho Tiết vậy. Khi cụ Phán Bà ở nhà,
Vị người vị hôn phu của Tuyết ra về đến nhà mình thì trước những cặp mắt ngơ ngác của một bầy con cháu chí hiếu chỉ nóng ruột đem cho xong cái xác chết của cụ tổ, cụ bà đã lẳng lặng ra hiệu cho Văn Minh theo mình lên gác với cụ ông. Lúc này cụ ông đã hút xong điếu thuốc thứ 60 lên thẳng buổi tiêm, đã lui đi chỗ khác để mặc cụ hưởng những dư vị mà thuốc phiện còn để lại trong phổi. Trông thấy cụ bà, cụ ông ngồi nhỏm dậy mà hỏi dồn: "Thế nào giờ hả bà, chuyện trò ra làm sao, người ta có hối hôn không?" Cụ bà lặng người ngồi xuống cạnh. Văn Minh cũng kéo ghế đến gần sập, nghe ngóng mãi cụ bà mới thở dài mà rằng: "Thật khó nghĩ quá, người ta không hồi hối hôn mà cũng không ra làm sao, mà người ta đã sắp đến phúng nữa thế mới lạ chứ. Ô hay, thế sao bà không bảo người ta cưới chạy tang đi có được không?" "Người ta cũng không muốn cưới chạy tang thì ông bảo tôi làm thế nào?" "Ô hay, thế muốn bỏ hay muốn theo đuổi, nhất định có phải có cưới con Tuyết hay đã chê nó hư hỏng, ít ra họ cũng phải có một thái độ rõ rệt chứ." Cụ bà lại hỏi cụ ông: "Như thế thì ông đoán thử xem bụng dạ người ta ra làm sao?" Cụ ông nhăn mặt gắt: "Ừ, thế thì toa nghĩ thế nào hả toa? Có con gái lớn thì nguy như chứa bom ở trong nhà, có phải thế không? Toa nên nghĩ cách nào tống khứ nốt con bé thì nhà này không lo điều gì nữa." Văn Minh ôm đầu ngẫm nghĩ hồi lâu đáp: "Thế cũng được, vậy người ta đang nghĩ có phải lòng nó phải lòng anh Xuân, bây giờ mình cũng gả chạy tang cho anh Xuân, như thế có khác gì thú nhận với như với con là con gái mình đã hư hỏng với Xuân, chỉ còn cách là thây kệ đấy, cứ việc ma chay cho xong chuyện rồi sau thế nào xin cưới thì mình gả, và không thì mình gả cho anh Xuân cũng chưa muộn." Bà mẹ hỏi ngay: "Dễ thế kỳ hà, sao hôm nọ anh kêu chưa chắc như thế ưng thuận con bé?" Văn Minh đành phải chống chế: "Nếu tôi nói thì chắc thế nào cũng bằng lòng." Về phần cụ Hồng, rất thích được có chàng rể như ông Đốc Tờ Xuân, thấy con trai nói thế thì cũng bằng lòng vậy, mặc dầu giá xong việc ngay thì cụ sung sướng hơn nữa. Còn Văn Minh trước tình hình nghiêm trọng ấy, đành phải bóp trán suy nghĩ bằng cách mà nay ma gột rửa bằng xà bông thơm cho cái quá khứ của chúng tôi, để của quá khứ của Xuân, thì gả em gái cho một người tử như thế ông cũng không đến nỗi xấu mặt. Trước kia ông thực bực mình về nỗi thiên hạ cứ nhằm mãi Xuân bao nhiêu thì bây giờ ông lại mừng thầm cũng về một điều ấy bấy nhiêu, cũng như một kẻ tân tiến khác sau khi gây ra một việc bậy thì xấu hổ lắm, không có gan nhận lỗi nữa. Ông đành ép lòng tìm những cái gì còn cứu chữa được. Ông đứng lên hùng hồn mà rằng: "Thôi được, mẹ cứ yên tâm, bà cứ yên tâm, tôi sẽ làm thế nào cho con Tuyết lấy được chồng một cách danh giá thì thôi. Bây giờ xin cho phát như phục, kẻo đã quá muộn." Cả ba người yên lặng ngồi xuống dưới nhà cắt đặt mọi việc. Bọn con cháu vô tâm ai cũng sung sướng thỏa thích, người ta tưng bừng vui vẻ khi đi đưa giấy cáo phó, gọi phường kèn, thuê xe đám ma, vân vân. Tối hôm ấy khách khứa đến hỏi thăm phúng viếng chia buồn tấp nập. Sáng hôm sau đúng 7 giờ thì cất đám, hai viên cảnh sát thuộc bộ thứ 18 là Minder và Mintoa đã được thuê giữ trật tự cho đám. Giữa lúc không có ai đáng phạt mà phạt, đương buồn rầu như những nhà buôn sắp vỡ nợ, mấy ông cảnh binh này được một đám thuê thì sung sướng đến cực điểm, đã trông nom rất hết lòng, thành thử tác gia ai cũng vui vẻ cả, trừ một mình Tuyết. Tại sao Xuân lại không đến phúng viếng gì cả? Tại sao Xuân lại không đi đưa? Hay Xuân đã khinh mình? Những câu hỏi ấy đã khiến Tuyết đau khổ một cách rất chính đáng, có thể muốn tự tử được. Tìm kiếm khắp mặt trong bọn người đi đưa đám mà cũng không thấy bạn trai đâu cả, Tuyết như bị kim châm vào lòng. Hôm nay Tuyết mặc bộ y phục ngây thơ, cái áo dài voan mỏng trong cóc xê, trông như hở cả nách nửa và nửa vú, nhưng mà viền đen và đội một cái mũ mấn rất xinh. Thấy ra rằng thiên hạ đồn mình hư hỏng nhiều quá, Tuyết bèn mặc bộ ngây thơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất chữa trinh. Với cái chắp trầu cau và thuốc lá, Tuyết mời khách quan rất nhanh nhẹn, trên mặt lại hơi hơi có một vẻ buồn lãng mạn và rất đúng với một mốt của một nhà có đám. Nhưng ông bạn thân của cụ Cố Hồng ngực đầy những huy chương như Bắc Đẩu Bội Tinh, Long Bội Tinh, Cao Miên Bội Tinh, Vạn Tượng Bội Tinh, trên mép và cằm đều phủ râu ria,
hoặc dài hoặc ngắn, hoặc đen hoặc hung hung, hoặc lún phún hay rầm rậm, lăm quăn. Những ông tai to mặt lớn thì sát ngay với linh linh cữu, thì trông thấy một làn da trắng thập thò trong làn áo voan trên cánh tay và ngực tuyết, ai lấy đều cảm động hơn. Nhưng những khi nghe tiếng kèn xuân nữa ở nửa ai oán não nùng, với một đám ma theo cả lối ta tây tàu, có kiệu bắt cống lợn quay đi lọng, cho đến lốc bốc xoảng và bú rích và vòng hoa, có đến 300 câu đối, vài trăm người đi đưa. Lại có cậu Tú Tân chỉ huy, những nhà tài tử chụp ảnh đã thi nhau như hội chợ. Thật là một đám ma to tát, có thể làm cho người chết nằm trong quan tải cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu. Khi đi được bốn phố, giữa lúc Tiffany và vợ, bà Phó Đoan và ông Joseph Thiết và mấy người nữa đương lào xào phê bình về thái độ của Xuân, thì thấy cả đám phải đứng dừng lại như một như hàng đầu gặp phải một tai nạn xe cộ vậy. Giữa lúc ấy, sáu chiếc xe trên có sư chùa Bảo Banh, xe nào cũng hai lọng, một ngà là ngã lẻn vào chỗ chiếm chỗ sau năm lá cờ đen. Hai vòng hoa đổ sộ, một nhà báo gõ mõ, một của Xuân cũng len vào hàng đầu. Cụ Tú Tân vội chạy lên bấm máy ảnh lách tách rồi xuống thưa với mẹ. Cụ bà hớt hải chạy lên rồi cảm động hết sức, vì đó là một phần của ông Xuân, đốc tờ Xuân, và ông Xuân cố vấn báo gõ mõ lên mới có sự long trọng như thế thêm cho đám ma. Cụ sung sướng kêu lên: "Ấy giá không có một cái món ấy thì thiếu cho chưa được to, may mà ông Xuân nghĩ hộ tôi." Sư cụ Tăng Phú thì sung sướng và vênh váo ngồi trên một chiếc xe, vì sư cụ chắc rằng trong số thiên hạ đứng xem ở các phố, thế nào cũng có người nhận ra rằng sư cụ đã đánh đổ được cái hội Phật giáo, và như thế thì là một cuộc đắc thắng đầu tiên của báo gõ mõ vậy. Xuân tóc đỏ cắt đặt đâu vào đấy, rồi mới xuống chỗ những người đi đưa. Tuyết đã liếc mắt đưa tình cho nó để tỏ ý cảm ơn, mọi người đang ngợi khen nó hoặc ghen ghét nó. Đám ma đưa đến đâu làm huyên náo đến đấy, cả một thành phố nhốn nháo khen đám ma to, đúng với ý muốn của cụ Cố Hồng. Thiên hạ chú ý đặc biệt vào những kiểu quần áo tang của tiệm may Âu hóa như ông Tiffany và bà Văn Minh. Cụ bà sung sướng vì ông Đốc Xuân đã không giận mà lại giúp đáp phung viếng đến thế. Đám ma cứ như thế thành ra danh giá nhất tất cả. Đám cứ đi, kèn ta, kèn tây, kèn tàu lần lượt thay nhau mà rộn lên, ai cũng làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh, song le sự thật thì vẫn thầm vừa thì thầm với nhau. Chuyện về vợ con, về nhà cửa, về một cái tủ mới sắm, một cái áo mới may. Trong mấy trăm người đi đưa thì một nửa là phụ nữ, phần nhiều là tân thời, bạn của cô Tuyết và Văn Minh, cô Hoàng Hôn, bà Phó Đoan, vân vân. Thật ra là đủ giai thanh gái lịch, nên họ chim nhau, cười tỉnh với nhau, bình phẩm nhau, chê ba nhau, ghen tuông nhau, hẹn hò nhau bằng những vẻ mặt buồn rầu của những người đi đưa ma, chan lẫn vào những tiếng khóc mỉa mai nhau của những người trong tang gia. Người ta thấy những câu thì thào như sau này: "Con bé nhà ai mà khóc thế? Con bé bên cạnh đẹp hơn nữa kìa. Ừ, cái thằng ấy bạc tình bỏ mẹ, xưa kia vợ nó bỏ nó chứ, hai đời chồng rồi còn sân chán gớm cái ngực cái đầm qua đi mất, làm mớ cho tớ nhé, mỏ vàng hay mỏ chi, không không hẹn hò gì cả, vợ béo thế chồng gầy thế thì mọc sừng mất", vân vân. Và còn nhiều câu nói vui vẻ ý nhị khác nữa, rất xứng đáng với những người đi đưa đám ma. Đám cứ đi. Đến huyệt lúc hạ quan tài, cậu Tú Tân luộm thuộm trong chiếc áo thụng trắng đã bắt bẻ những từng người một, hoặc chống gậy, hoặc gục đầu, hoặc cong lưng, hoặc lau mắt như thế này như thế nọ để cậu chụp kỷ niệm lúc hạ huyệt. Bạn hữu của cậu rầm rộ nhảy lên cả những ngôi mả khác mà chụp để cho khỏi giống nhau. Xuân tóc đỏ cầm mũ nghiêm trang một chỗ bên cạnh ông Phán màu sừng. Lúc cụ Hồng ho khạc mếu máo và ngất đi thì ông này cũng khóc to lên. Ai cũng để ý đến ông cháu rể quý hóa ấy. Ông ta khóc quá muốn lặng đi thì may có Xuân đỡ khỏi ngã. Nó chật vật mãi cũng không làm cho ông đứng hẳn lên được. Dưới cái khăn trắng to tướng, cái áo thụng trắng lẻ xòe, ông Phán cứ oặt người đi khóc mãi không thôi. Xuân tóc đỏ muốn bỏ quách ra cho thấy kia. Ông Phán dúi vào tay nó một cái giấy bạc 5 đồng gấp tư. Nó lắm tay cho khỏi có người nom thấy, rồi đi tìm cụ Tăng Phú lạc trong đám ma. 300 người đứng đương buồn rầu và đau đớn về những điều sơ suất của khổ chủ.
chương 16. Vụ hiểu lầm sung sướng, vinh quang, Xuân tóc đỏ, chinh phục cảnh sát giới. Trông thấy Xuân rồi, Văn Minh nghĩ thầm, ừ cái mặt thằng này thế mà cũng đỡ mà cả bông rồi đấy, ăn sung mặc sướng nó cũng có khác. Bây giờ người ta có thể thế nào, nghĩa là cắt nghĩa thế nào cho tôi trôi việc cái đem và đem nó đến cái khai cái tên ở tổng cục, mà chả lẽ nói hay là định gả em gái cho nó lên phải nhắc nó lên từ một thằng nhặt banh lên địa vị nhà tài tử, có nên nói ngay hay không? Ông đương bối rối thì Xuân đã mở cổng giơ tay ra. Thế nào, bà Phán vừa đem cậu Phước đến chùa bà Banh xin sớ, có bận gì không? Tôi bây giờ bận rỗi lắm. À bà, bộ đầm này tân tới lắm đấy nhé. Hai người đương đi, bỗng nhiên ông chủ tiệm Âu Hóa đứng hẳn lại. Ông vờ như không biết Xuân đã khen vợ ông, làm chuyện ấy mà rằng. Anh lên gác thay quần áo cho trịnh trọng vào, để mà đi theo tôi ngay bây giờ, có việc rất quan hệ. Việc gì thế ạ? Đừng hỏi, cứ mặc quần áo vào đi đã. Văn Minh chờ độ 10 phút thì Xuân đã xuống quần áo chỉnh tề. Nó chưa hiểu sắp đi đâu thì thấy chủ cũ của nó gọi hai xe cao su rồi nói: Này, đầu đuôi làm sao mà em tôi mang tiếng rầm rĩ lên là hư hỏng với anh. Bây giờ anh đi theo tôi vì tôi muốn cứu chữa lại tình thế nguy man nan ấy ngay bây giờ. Xuân tóc đỏ sợ lắm, nghĩ ngay đến sở cẩm, sở mật thám, tòa án mà chủ cũ của nó có thể nhờ nhà nước tra tấn kìm cặp nó về tội quyến rũ con gái nhà tử tế. Nó đứng lại ngẫm nghĩ, không bước lên xe. Văn Minh phải nghĩ thầm, hay là thằng này nó muốn không muốn lấy em mình, hay chính chúng nó chưa có điều gì với nhau mà chỉ bị thiên hạ đồn nhảm mà thôi. Ông đương phân vân thì Xuân đáp: Thưa ông, tôi có lỗi lắm, tôi xin lỗi ông. Tuyết yêu tôi cũng yêu Tuyết. Nếu bây giờ ông chia rẽ chúng tôi thì ông giết chúng tôi, vì chúng tôi đã chót với nhau rồi. Nghe đến thế, Văn Minh lặng người ra như gỗ. Thế thôi, thế là xong. Em gái ông đã hư thật rồi. Điều ấy không còn suy nghĩ gì nữa. Nếu Tuyết mà không lấy Xuân thì cũng không lấy được ai. Sự tình đã như thế, bây giờ chỉ lên nói ngọt cho đỡ ngượng mặt. Ông bèn quả quyết: Cái đó không hề gì, tôi cứu chữa, nghĩa là tôi muốn cho anh danh giá, tôi bảo anh đi khai tên ở tổng cục làm tài tử quần vợt, để nay mai anh tranh đấu cái lấy cái quán quân Bắc Kỳ với những nhân vật thượng lưu khác. Tôi muốn nếu em gái tôi mà lấy anh thì lấy một nhà thể thao, chứ anh không lên chỉ là một thằng nhặt banh quần. Thế ra bây giờ tôi mới đi mới ông tổng cục thể thao. Phải, anh xem, tôi là người tân tiến, óc tôi khác, không có phân giai cấp, vì có tâm với huyết với thể thao, lại nhận thấy anh có tương lai cho thể thao nước nhà, cho nên hôm nay phải đổi. Tôi đã nghĩ đến cách cứu giúp anh ngay, có phải thế không? Đấy anh xem, từ khi anh về giúp việc cho chúng tôi là địa vị anh cứ dần dần thay đổi, cho đến bây giờ thì anh đã nghiễm nhiên là một người khác. Thế rồi anh say mê em gái tôi, âu cũng là duyên kiếp chi đó, vì nếu hai bên không yêu nhau thì tôi cũng vẫn định gả em gái tôi cho anh. Vì cái ý ấy tôi đã có từ lâu nay, nên bây giờ anh mới thế này được. Trong những lời đáng cảm động như thế, lại lạ lùng là đến như thế, sở cẩm, sở mật thám và tòa án thì khác hẳn với tổng cục thể thao. Xuân tóc đỏ nghĩ ngay đến cái quá khứ xấu xa của mình, nó tự thấy không xứng đáng làm chồng Tuyết và từ chối đi thì hơn. Nó buồn rầu mà rằng: Thưa ông, cái hôm ông gọi đùa tôi là sinh viên trường thuốc trước mặt cụ tổ thì ông đã làm cho Tuyết phải đem lòng yêu tôi. Nếu Tuyết lấy tôi thì Tuyết nhầm vô cùng, và tôi cũng lấy Tuyết thì tôi cũng đánh lừa một người con gái tử tế. Những lời lẽ ấy đã làm cho Văn Minh rất hổ thẹn. Ông thấy tội của ông to lắm. Ông thật không ngờ đến sự xảy ra của một phút bông đùa. Ông bèn chữa thẹn: Cái đó không hề gì, nghĩa là tôi biết anh hiểu ý lý thì nói thế nào quý hổ được việc. Và cái xã hội hủ lậu bây giờ vẫn coi trọng cái bằng cấp, chính anh là sinh viên trường thuốc hay không nữa thì tôi cũng muốn gả em gái tôi cho anh. Trước sự cam đoan nghiêm trọng ấy, Xuân lại rầu rĩ nói: Thưa ông, cảm ơn một lòng với con như thế thì thật tử tế quá, nhưng ông xét lại có nên không? Tuyết con gái nhà giàu đẹp đẽ, con nhà quý phái tân thời, còn con thì như ông biết đấy, không cha không mẹ, lêu lổng từ bé, nhặt quần bán phá xa trại chủ, đã làm nhiều nghề hèn, con nghĩ con không xứng đáng chút nào cả. Văn Minh cau có nghĩ thầm: Quái cho cái thằng này, cần gì phải xoay ngay mình như thế. Phần gia tài của em mình như thế thì nó chẳng phải vội cũng đã đủ đào được một mọ mỏ chứ sao, nó lại bắt mình phải cam đoan điều ấy nữa thì đều cán thật. Ông bèn đưa đón bằng giọng này nỉ:
Cái đó thì việc quái gì, làm gì có nghề hèn, chỉ có người hèn thôi. Tôi có óc bình dân, tôi rất ao ước có một người em rể bình dân như anh. Và lại Tuyết có cô, nó cũng vốn có vốn riêng ấy, lấy nó thì không lo sinh kế vất vả nữa, chỉ chuyên tâm về vấn đề thể thao cho nước nhà suốt đời mà thôi. Xuân vẫn chối đây này, thôi con chả dám nhận, xin ông nghĩ lại cho con nhờ. Văn Minh cáu tiết cực điểm, phải lên giọng dọa nạt. Thưa ông, đó là một vấn đề lương tâm. Ông đã làm cho một con nhà người tử tế phải mang tiếng là hư hỏng. Tôi xin cứu chữa lại cái điều ấy, nếu không thì không xong với tôi cho mà xem. Xuân sợ hãi nói, vâng, thế thì ông định đoạt cho tôi thế nào thì tôi cũng xin vui lòng. Đến đây Văn Minh thở dài sung sướng như những người thành công trong sự ép duyên khác. Không phải lo lỗi thất bại trong việc gả bán ấy nữa, có thể là tự phụ được với mẹ. Ông khoái chí chỏ cái xe cho Xuân Tóc Đỏ bước lên. Đến Tổng cục Thể thao Hội quán, Xuân Tóc Đỏ cảm thấy cuộc đời đã mở rộng sang con đường công danh của cho nó. Nhưng cái xe hơi đẹp đẽ, những người quần áo sang trọng và tấp nập ra vào, nào là ta, nào là tây, nào đầm, là phụ nữ tân thời, ai ai cũng có vẻ sang trọng đã gọi cho nó. Rõ ràng từ đây mà đi thì chỉ có một địa vị to tát trong đám những bậc thượng lưu thôi. Ôi thể thao, cái gì mày không làm được, hở thể thao, líp líp lờ. Óc nó đương những có những tư tưởng văn chương và hữu ích cho loài giống như thế, thì Văn Minh đã đưa nó vào một căn phòng rộng rãi uy nghi như một nơi công sở, có những bức vẽ về đen tennis, về đánh bốc, về múa gươm, về bơi lội, về nhảy sào, về thi xe đạp, thi xe ô tô, đánh banh tròn, đá banh méo, vân vân. Rất nhiều người bắt tay Văn Minh và nhân đó bắt tay Xuân Tóc Đỏ nữa. Trong khi họ hỏi thăm trò chuyện với nhau ầm ĩ bằng tiếng Tây, thì Xuân làm ra mặt khinh bỉ những kẻ cứ giao dịch bằng tiếng Pháp, nhưng khi không cần thiết phải thế. Bọn người kia cũng khá khó chịu về thái độ ấy. Văn Minh giới thiệu ngay, thưa các ngài, đây là bạn tôi Xuân, một giáo sư quần vợt, hôm nay đến đây để yết danh vào bảng các tài tử, mối hy vọng của Bắc Kỳ vậy. Một nhà trí thức vội vàng sủa một tràng tiếng Tây vào mặt Xuân, làm cho nó bĩu môi mà rằng, xin ngài nói tiếng ta cũng đủ. Người ấy bẽn lẽn biết cái tội khinh tiếng mẹ đẻ bèn chữa, vâng, tôi ấy tôi cứ quen mồm, ngài tha lỗi. Thưa ngài, được nghe đại danh đã lâu nay mới gặp ngài, tôi lấy làm thỏa thích lắm. Xuân nghiêng đầu, chúng tôi rất được hân hạnh cảm tạ ngài, tôi đã được xem ngài thử tài với nhiều bạn, thật kính phục lắm, ngài có tương lai lắm. Trong làng thể thao ta ai cũng lo sợ không có người đọ sức với mấy tay quần vợt trung kỳ, nam kỳ, vậy mà bây giờ chính ngài ra đời thì chúng tôi có phần trông cậy lắm. Chắc rồi Đức Kim Thượng cũng sẽ được thỏa ý nếu ngài đánh đổ được mấy cây quần vợt quán quân trung kỳ, nam kỳ, rồi đại biểu của Đông Dương để đi xiêm. Chúng tôi rất mong được như thế. Rồi lại đến cuộc bắt tay trịnh trọng khác để họ cáo biệt nhau hết người này đến vô số người khác, vì ông chánh tổng cục chưa đến đây, ai cũng muốn làm quen với những người khác để khỏi phí thì giờ. Thành thử bữa ấy Xuân Tóc Đỏ được việc làm quen với mấy nhà tài tử quần vợt khác, còn những ông tuần phủ tổng đốc, những người rất hân hạnh mà thử sức với Xuân để lấy giải chung kết nay mai. Những lời khen ngợi ấy rót vào tai nó không ngớt nữa, vì những ông cầm cầm ấy chắc thắng nó thì cũng ăn nói lịch sự với nó, những ông kém cỏi biết mình bị bại cũng nhún nhặn với nó là cốt nhiên vậy. Có ba phóng viên thể thao của tờ báo Nhật báo đã tranh nhau phỏng vấn nó, một vị giáo sư quần vợt nghĩa là nhà nghề mà lại khai tên ở bảng các tài tử, thì việc ấy nếu nêu lên một vấn đề rất quan hệ đến thể thao giới. Đó là một cách láu lỉnh ghê gớm của Văn Minh trong việc quảng cáo cái tên Xuân ra mắt quốc dân. Ông đã phải luôn luôn đứng bên cạnh Xuân như một con chó trung thành với chủ, sợ Xuân sơ suất thì tiêu danh dự. Tự nhiên nó quá đứng đắn, rất có ý tứ, lại có bộ mặt khinh người của bậc thượng lưu, nhân vật cẩn thận, mỗi khi gặp một câu hỏi khó đáp, nó chép miệng hoặc tặc lưỡi một cái, chỉ vào Văn Minh bên cạnh mà rằng, muốn biết điều gì, ngài cứ hỏi ông bầu của tôi đây. Thành ra Văn Minh cũng được thơm lây vì mỗi khi phỏng vấn chụp ảnh Xuân để báo tin một hy vọng của Bắc Kỳ cho độc giả, thì lại yêu cầu nhờ cả ông bầu đứng bên cạnh nữa. Sau cùng thì cũng như những kẻ tài trí tự tin vững ở mình, Xuân Tóc Đỏ thỉnh thoảng lại vỗ vai Văn Minh một cách thân mật mà rằng, rồi tôi cũng rất cất nhắc anh lên trên đường công danh như chim, dao. Cất nhắc ông bầu yên, rồi quyết định quyết rằng vì tôi anh sẽ được thiên hạ biết đến tên tuổi. Những câu ấy làm cho Văn Minh sung sướng lắm vì sự thật thế.
Mặt dầu nhờ có văn minh thì Xuân Tóc Đỏ mới ra hồn người. Sau khi ký đơn trước mặt mấy ông Tây chánh hội trị sự vào được các ông bắt tay thân mật, hai người vênh váo ra đi ra đến một chỗ rẽ, cả hai đều đâm sầm phải hai thầy cảnh sát như hai ô tô không trông thấy nhau trên lên húp phải nhau vậy. Xuân Tóc Đỏ mới thoáng nhìn đã nhớ ngay ra đó là thầy Minder và thầy Mintoa đã ở bóp cơ thứ 18. Một thầy giờ dở sổ và bút chỉ định biên phạt và nói: "Chúng tôi vào bên phải các ngài đi trái, còn đây còn xin biên tên." "Vô lý, không có luật nào như thế. Đây là trong nhà chứ không phải ngoài đường mà phạt." "Mặc kệ, các ngài đã có lỗi vấp phải người nhà nước, làm ngăn trở người nhà nước trong lúc thi hành chức vụ." Xuân Tóc Đỏ ưỡn ngực ra mà rằng: "Mẹ sư Xuân, giáo sư quần vợt, cái hy vọng của Bắc Kỳ." Hai thầy giờ nhìn nhau sợ hãi, một thầy cũng ưỡn ngực lên vênh váo: "Mẹ sư Miên lính cảnh sát hạng tư, chiến công bội tinh, giải nhất Hà Nội Hà Đông, giải nhì Hà Nội Đồ Sơn, một cái tương lai của cảnh sát giới." Thầy kia cũng nghe theo gương bạn, vênh váo nói: "Mẹ sư Miên Toa, cảnh binh hạng 5, giải nhất vòng quanh Hà Nội Nam Định, cúp Bay Blendy, cúp Melizone, một vẻ vang của Sở Cẩm Hà Nội, một cái hy vọng của Đông Dương." Sau khi khoe khoang những điều kiện cần thiết cho sự giữ trật tự của thành phố là như thế, hai thầy cảnh binh cứ đứng vênh mặt lên, quên cả sự biên phạt. Văn Minh hỏi bóng gió: "Ấy đó, muốn làm người cảnh binh tốt thì phải như thế." Một thầy họa theo: "Chúng tôi cóc cần những tay cua rơ khác. Chúng tôi đã có 18 phố để cưỡi xe đạp suốt ngày đêm, thì dẫu trăm tập như bỏng cổng, chúng tôi cũng mang phú." Thầy kia nói thêm: "Mà lại xe thường, xe đạp rulip mà lại những phố đông, đường trường thì nhất, vì lẽ không mấy khi được biên phạt, chúng tôi chỉ tập đua đua xe đạp cho đỡ buồn. Thế thể thao vạn tuế, cảnh binh vạn tuế." Xuân gật gù mà rằng: "Té ra chúng mình là bạn đồng chí." Hai thầy cùng đáp: "Phải đấy, phải lắm, nhưng cũng có thể cứ phạt như thường." Xuân lại nói: "Chúng ta làm việc cho tương lai thể thao giống nổi vẻ vang, còn phải nói cái ấy không hề gì. Thế thì vấp phải nhau vừa rồi chỉ là một cái tai nạn thể thao mà thôi, ai lại phạt những người gặp tai nạn?" Hai thầy cảnh sát ngẩn người ra nhìn nhau, không hiểu kẻ kia nói cái gì vậy, có nghĩa là có đúng luật hay không. Nhưng Xuân lại nói: "Thôi đi, rồi chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau. Nếu nhà vua có yết kia đại yết đãi thì các nhà thể thao quán quân ai lỡ phạt nhau như thế?" Văn Minh kêu lên: "Không nuôi thôi, biên phạt như thế là trái luật, không có luật nào là phạt thế." Thầy Minh Toa đưa tay mà rằng: "Chúng tôi là cảnh binh thì cốt phạt chứ không cốt đúng luật hay không trái luật đâu. Người dân thường mới sợ chứ người nhà nước thì không sợ trái luật. Nếu ngài bảo tôi trái luật, thế là ngăn trở người nhà nước trong khi làm nhị phận sự." Xuân Tóc Đỏ giảng hòa: "Ngài nói có lý lắm, nhưng thôi, có phải ngài vào đây ghi tên không? Phải cúp Manchester Hà Nội Touran. Thôi thì chúng ta cùng là trong làng thể thao vinh dự nòi giống, phạt nhau thì hóa thù. Vậy kết bạn với nhau thì hơn là thù. Từ đây chúng ta giúp ích lẫn nhau, quảng cáo cho nhau. Thế nào? Đại khái là ngài phải nói rằng tôi là một tay quần vợt tài giỏi hay hy vọng của Đông Dương." Hai thầy cảnh binh cùng hỏi dồn: "Thế còn chúng tôi?" Xuân Tóc Đỏ lè nhè: Các ngài ấy à, mỗi khi tôi trông thấy các hai ngài ở đi tuần thì chúng tôi bảo với mọi người rằng đó là hai ông cua rơ giỏi nhất, thuộc hàng cảnh binh chăm chỉ phận sự, hết lòng giữ trật tự cho thành phố, sẽ giật giải Hà Nội Sài Gòn, đáng được quan chánh cẩm thăng chức phải không?" Hai thầy cảnh binh gật gù, bắt tay hai người và không biên phạt nữa, và do thế té ra đã làm tròn bổn phận của những người cảnh binh đúng luật.